hối là những mỏ vàng lộ thiên, mỏ vàng lộ thiên. Bạn không khai thác thì người khác họ cũng khai thác của bạn. Bạn không khai thác thì người khác cũng khai thác của bạn. Người khác họ cũng khai thác. Đây là chương trình cà phê sáng của VTV3 nhé. Thì nếu cái này mà mình nói thì nó lại là cái ông này ông nói phét, hay là ông nói quá đây để mà ông thu hút mọi người. Như đây là cà phê sáng của VTV3, thì cái này mình sẽ gửi lên nhóm cái video này cho cả nhà mình xem. Họ nói là ngoại hối là mỏ vàng lộ thiên. Mỏ vàng lộ thiên thì chúng ta có cần khai, chúng ta có phải vốn công ra khai thác không cả nhà? Nó rất là đơn giản, nó rất là dễ khai thác. Bạn không khai thác thì người khác cũng khai thác của bạn. Người ta cũng khai thác. Và người ta đưa ra một cái ví dụ là có 10 triệu này. Có 10 triệu bỏ vào ngân hàng. Sau 10 năm được 31 triệu. Với lãi suất là 1% nhé. Nhưng bây giờ lãi suất không được 1% đâu cả nhà mình. Bây giờ lãi suất thấp đó. Đấy, có 10 triệu này bỏ ngân hàng, sau 10 năm được 31 triệu. Nhưng vẫn là 10 triệu này bỏ vào ngoại hối. Ngoại hối. Sau không phải là 10 năm mà sau 1 năm thôi thì cũng được 31 triệu. Đó. Cho nên người ta mới nói là ngoại hối nó là mỏ vàng đầu tiên. Bạn không khai thác thì người ta cũng khai thác. Và người ta ví dụ luôn là có 10 triệu bỏ vào ngân hàng sau 10 năm thì được 31 triệu. Và nếu bỏ vào ngoại hối sau 1 năm thì để được 31 triệu. Tức là nó lợi nhuận gấp 10 lần ngân hàng. 10 lần ngân hàng. Vậy chúng ta biết có một cái thị trường mà lợi nhuận gấp 10 lần ngân hàng mà chúng ta lại được tự do khai thác thì chúng ta có khai thác không cả nhà? Đương nhiên là chúng ta phải khai thác để chúng ta trở nên giàu có. Vì mục đích cuối cùng của chúng ta là chúng ta phải tạo ra nhiều nguồn thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống của mình muốn. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc, tôi luôn chi cho bản thân trước. Tôi bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày và tiền tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi tự do về tài chính vì tôi yêu các công việc tôi làm. Tôi tạo ra nhiều nguồn thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi muốn ở cả nhà mình. Đó. Đấy là tư duy của những người giàu có. Tư duy của những người giàu có là như thế. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao ở ngoại hối mà nó nhanh gấp 10 lần ở ngân hàng. Và tại sao ở IL nhé, IL này, Group, tập đoàn họ kinh doanh về ngoại hối. Tại sao sau có từ tháng 7 năm 2019 họ bắt đầu nhận ủy thác vốn của các nhà đầu tư cho đến nay là tháng 1 năm 2021. Nhà tính hộ mình bao nhiêu tháng mà có hai người thu nhập tháng nhé, 1 triệu đô, người Trung Quốc ấy, ở nhà mình đây, ở IL này có một người Trung Quốc thì họ thu nhập 3 triệu đô một tháng, tức là nó rơi vào tầm tính đô là giá 23 đi, một 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 triệu đô là 23 tỷ, 3 triệu đô nó là 69 tỷ, 69 tỷ Việt Nam đồng tiền tháng. Và ở Việt Nam mình thì có bạn Lê Quân cũng cán đích 1 triệu đô rồi, là 23 tỷ tiền tháng. Vậy cả nhà mình có tin được không? Và đấy, ở ngoại hối thì nó cho người ta cái thu nhập như thế này. Chúng ta có bao giờ chúng ta nghĩ có một người người ta có thu nhập khoảng 70 tỷ Việt Nam đồng trên một tháng mà nó đều đặn nhé, chứ không phải tháng này được và tháng sau không đâu nhá. Người ta đạt cái mức này là nó đều đặn tháng nào cũng được mà nó chỉ có tăng thôi. À, thì cả nhà mình có tin được rằng là người ta làm một tháng mà được tận 70 tỷ Việt Nam đồng, hay là ở Việt Nam mình có bạn Quân là bây giờ một tháng làm đã được 23 tỷ Việt Nam đồng. Và trong khi đó các buổi sáng mình thiền mình cài vào cho cả nhà mình là trở thành triệu đô la, mà nhiều người còn hoảng hốt mà không khéo cái ông này ông đưa mình vào cái hoang tưởng
làm gì có cái chuyện mà bây giờ mình trở thành triệu phú đô la được. Triệu phú đô la tận 23 tỷ thì mình làm gì mình có 23 tỷ được. À, tôi có khi là không học nữa, không kêu ông này ông cho mình vào bán tưởng mất. Thế mà bây giờ người nào có suy nghĩ thế mà lại biết là có người người ta có thu nhập 23 tỷ với 70 tỷ một tháng thì không biết là các bạn kinh khủng khiếp đến mức độ nào. À, cả nhà mình nhá. À, thế tại sao như là group họ lại làm được? À, làm được cái điều là như vậy. Cái điều mà để mà cho một người có cái thu nhập mà là ở cái mức không tưởng, không tưởng luôn. Chúng ta không thể tưởng tượng nào được là một người làm gì vậy có thu nhập vậy tận 1 triệu đô một tháng, trong khi đó chúng ta mơ cả đời chúng ta có 1 triệu đô nó là sướng lắm rồi. Nhưng mà bây giờ có cái cơ hội kinh doanh mà người ta giúp cho người ta có thu nhập 1 triệu đô một tháng mà mình cũng có thể có cái mức độ thu nhập thế mà người ta làm có từ tháng 7 2019 đến nay, tháng 7 2019, tháng 7 2020, tháng 8 tháng 9 tháng 10, tháng 11 12 tháng 1, có 12 tháng, 16 tháng là 18 tháng mà người ta có cái mức thu nhập này. Đó, thì hôm nay mình sẽ lý giải cho bạn biết tại sao ngoại hối nó làm mỏ vàng lộ thiên. Bạn không khai thác thì người khác cũng khai thác. Mà tại sao có 10 triệu bỏ ngân hàng sau 10 năm được 31 triệu. Mà bỏ ngoại hối thì sau 1 năm nó được 31 triệu. Và chính vì vậy mà tại sao NL Group họ tạo ra cái người trong ta cái thu nhập vượt ngưỡng mà không tưởng. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi tại sao lại có thể thu nhập 1 triệu đô một tháng. Cái điều này thì nói ra thì đúng là không tưởng. À, thì hôm nay mình sẽ lý giải cho cả nhà mình để tại sao nó lại làm được cái điều này. Đấy. Để cho chúng ta mạnh dạn, chúng ta đi mà chúng ta mang vàng về. Mang vàng về. Nhưng mà NL Group ấy, họ chỉ có may cái túi 3K thôi. Họ mang vàng về chứ họ không có may túi 12K. Thế nên là nó yên tâm cho cả nhà mình, nó yên tâm, nó rất ổn định và nó rất an toàn. Nó không bị chim đại bàng nó hất xuống biển đâu. Đó. Cái NL Group nó lại mang cái, họ chỉ mang cái túi 3 gang, họ đến vào thị trường ngoại hối họ xúc vàng về cho ông ta thôi, chứ họ không có mang túi 12 gang. À, nhưng mà trong cái câu chuyện cổ tích ấy, ăn quả kế trả cục vàng may túi 3 gang mang đi vào đường ấy, người em họ may đúng cái túi 3 gang, họ mang vàng về họ giàu có. Còn Diêm Anh thì đến nơi thì may túi 12 gang bỏ hết cả quần áo ra bọc vàng về thì con chim lại vàng nó không bay qua biển được, thế là nó đổ xuống biển. Đấy, nó đổ xuống biển thế là chết. Thế là ở cái thị trường ngoại hối này chỉ có may túi 3 gang thì được, còn túi 12 gang thì ổn biển. Thì dần dần chúng ta sẽ tìm hiểu. Vậy thì hôm nay chúng ta tìm hiểu tại sao tập đoàn IR Group họ lại tạo ra lợi nhuận cỡ 1 triệu đô một tháng cho những người tham gia vào đây. Đó. Và cái điều mà kiểu như không tưởng như vậy là sự thật ở cả nhà mình. Đó, thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ lý giải. Thế thì đáng nhẽ cái buổi hôm nay là mình chưa làm cái về chủ đề này đâu, mình phải làm thị trường ngoại hối là gì này, tập đoàn IR Group như thế nào này, nó được thành lập ở đâu này, ai là người lãnh đạo này, kinh doanh họ như thế nào này, xong bắt đầu đến cái phần này. Nhưng mà để lý giải cho chúng ta là tại sao người ta thu nhập cao ở đây thì mình làm cái phần đấy trước, sau đó mình sẽ đi, mình làm cái phần kết trước, sau đó mình sẽ đi từ cái phần đầu đến phần kết này. Giống như người ta làm một bộ phim ấy, là người ta làm cái cảnh hậu kỳ trước, hay người ta biết một cái quyển truyện người ta cũng biết cái tập cuối trước, hay người ta làm một vở kịch người ta đóng cái phân cảnh ở cuối trước để người ta đi từ đầu đến đó. Thì hôm nay mình cũng vậy, mình sẽ làm cái kết trước, sau đó mình sẽ cùng các bạn đi từ đầu đến cái phần kết này. Đó. Thế thì khi mà tham gia vào tập đoàn IR Group thì cả nhà mình biết là IR Group này thì họ tham gia kinh doanh ở thị trường ngoại hối, kinh doanh thị trường ngoại hối. Đó, kinh doanh ở thị trường ngoại hối. Và sản phẩm của IR Group là tiền, để ra tiền, muôn bán tiền, mua bán tiền, mua bán tiền. Còn sản phẩm của các cái tập đoàn ở ngoài kia hay là các cái tập đoàn ấy, là tiền này. Các cái tập đoàn ở truyền thống ấy, là tiền đổi ra hàng. Đó, tiền hàng, còn ở đây chúng ta là tiền. Đó. Vậy thì khi tham gia vào nhà IR Group này thì các nhà đầu tư tham gia với mức đầu tư là bao nhiêu? Thì mức đầu tư này, mức đầu tư thì tối thiểu là 1.000 đô hoặc là 3.000, 5.000, 10.000, 30.000
và chúng ta thấy cái tài khoản của bạn Quân ấy là bạn tài khoản đầu của bạn Lê Quân ấy, là bạn đã đầu tư ở mức 30.000 đô này, và nó có các gói VIP là 65.000 đô đó, nó tương đương với 1.625.000.000 Việt Nam đồng. Gói VIP thứ hai đó là 305.000 đô, nó tương đương với cả 7.625.000.000 Việt Nam đồng. Và gói VIP thứ ba là 1.510.000 đô. Đấy, cả nhà mình, đây là các gói đầu vào này. Ở đây nó sẽ là 1 sao này, ở đây là 2 sao này, và ở đây nó là 3 sao. Thế thì chỉ với các cái gói đầu tư này, chúng ta cũng có thể chúng ta làm lên 1 sao, 2 sao và 3 sao đấy nhá. Chỉ với những cái gói đầu tư này, chúng ta cũng có thể làm lên 1 sao, 2 sao, 3 sao. Chúng ta không có điều kiện, chúng ta không cần. Nhưng có rất nhiều người, người ta có điều kiện thì người ta đầu tư luôn cái gói VIP tại cả nhà mình, đầu tư cái gói VIP luôn. Đó. Đấy, cái nhà mình nhá, thì người ta đầu tư gói VIP này luôn. Nhưng chúng ta thì chúng ta có thể bắt đầu từ 1.000 này, 3.000, 5.000 và 10.000, và nâng dần nó lên. Đấy, thì tại sao là có thể như này, có như này mà chúng ta lại có thể có thu nhập 1 triệu đô trên một tháng? Thì IL Group họ có chế độ trả thưởng như thế này. Không sạch rồi. Đấy, bút đen này. Không ơi. Đấy, bút sạch này. Đấy, thì cả nhà mình thì khi mà tham gia đầu tư vào IL Group ấy, thì chúng ta thì có thứ nhất đó là lãi đầu tư này, một là lãi đầu tư, lãi đầu tư là đạt trung bình là từ 5% cho đến 18% một tháng, 18% trên một tháng, từ 5% đến 18% trên một tháng cả nhà nhé. Thì cái trang My Epic Book ấy, đây My Epic Book này là cái trang mà thống kê ở cái thị trường ngoại hối toàn cầu, họ thống kê tất cả các doanh nghiệp, các cá nhân mà tham gia thị trường ngoại hối ấy. Nếu mà ai mà muốn chứng minh cái khả năng của mình trong thị trường này thì đều phải đăng ký My Epic Book, và họ thống kê xem là anh giờ hoạt động giao dịch anh thắng hay thua. Và đây là cái trang nó minh bạch nhất này, và chúng ta có thể kiểm tra cái giao dịch của bất kỳ một tập đoàn nào nếu ở trong thị trường ngoại hối này qua cái trang này, thì qua myfxbook.com này này đó, thì chúng ta sẽ kiểm tra được cái mức độ lợi nhuận mà IL Group họ thực hiện được, đó là năm 2017 lợi nhuận bình quân IL họ tạo ra là 9,5%, trên một tháng trung bình nhé, cả nhà mình đây là trung bình. Trung bình họ tạo ra lợi nhuận là từ 5 đến 18%. Nhưng mà tổng kết năm 2017 là 9,5% trên một tháng. Để trung bình nhá, 2018 cũng 9,5% trên một tháng. Và 2019 họ đạt được 11% trên tháng. Đây là tính trung bình ấy. 2020 là 11,30%, 11,29 thì mình nói cho là 11,30% trên tháng. Ở cả nhà mình trong buồn này ơi, ok Ngọc ơi, hạ cái cửa cuốn nút đi cho nó đỡ. Đây 2017 này 9,5 này, 2018 9,5 này, 2019 11% này, và 2020 là 11,3% trên tháng. Và mình sẽ đến cái hôm hôm sau mình học thì mình sẽ nói với các bạn là tại sao họ lại tạo ra cái mức lợi nhuận này đó. Đấy, đấy là được May Epic Book chấm chứng nhận nhá. Thì tháng 12 năm 2020 vừa rồi ấy, năm 2020 vừa rồi là đạt 11,45%. Thì đây là cái mức lợi nhuận mà IL Group họ đã tạo ra được cho các nhà đầu tư, cho các nhà đầu tư là lợi nhuận 9,5% trên tháng này, 9,5% trên tháng này, 11% trên tháng này,
và nó cao hơn hơn 10 lần so với ngân hàng. Cho nên nó mới minh chứng được tại sao là bỏ 10 triệu ở ngân hàng sau 10 năm mới được 31 triệu, nhưng bỏ 10 triệu ở ngoại hối sau 1 năm đã được 31 triệu rồi. Thì cái lợi nhuận mà INL Group họ tạo ra thì nó cao hơn 10 lần ở ngân hàng nhà mình. Đó. Thì cả nhà mình chốt là cái mức lợi nhuận này họ đã tạo ra được và được kiểm chứng trên máy Amazon nhé. Ở máy Amazon này chúng ta có thể kiểm tra này lợi nhuận từng ngày này, từng tuần này, từng tháng này. Đó. Và khi anh đăng ký với máy Amazon này thì anh đăng ký bao giờ thì nó sẽ hiện ra bây giờ. Đó. Và chính vì cái lợi nhuận như thế này mà đến tháng 7 năm 2019 thì tập đoàn INL Group họ sẽ, họ đăng ký với các tổ chức kiểm tra ngoại hối và với chính phủ Thụy Sĩ. Thụy Sĩ mà đại diện là cục công thương nhé, cục công thương Thụy Sĩ này, thương Thụy Sĩ họ được xin cấp giấy phép để mà họ hoạt động, họ nhận ủy thác đầu tư cho các nhà tự gửi tiền vào đấy để họ tham gia vào thị trường ngoại hối này, họ kinh doanh, họ chia lợi nhuận cho mọi người. Đó. Là bắt đầu tháng 7 2019, sau 3 năm mà họ chứng minh được cho các nhà chức trách họ tạo ra lợi nhuận như này. Anh muốn nhận ủy thác ấy là anh phải chứng minh được là ít nhất trong 3 năm anh hoạt động có kết quả. Và được MyEpic Group chứng nhận thì người ta mới cấp phép cho anh. Và đấy, 2017 thì như là 2018 như là 2019 này. Và nhờ cái kết quả này mà tập đoàn INL Group họ được chính Thụy Sĩ mà đại diện là cục công thương Thụy Sĩ cấp phép. À, sau này mình hướng ra là nhà check vào trang của cục công thương Thụy Sĩ để chúng ta thấy là INL họ đã được chính phủ Thụy Sĩ cấp phép. À, và được ba cái tổ chức ngoại hối hàng đầu thế giới cấp phép. À, đầu tiên mà là chỉ có là FINMA của Thụy Sĩ, sau bây giờ là tổ chức của Canada này, và sau nữa là tổ chức của Mỹ. Bây giờ được tổ chức ngoại hối họ cấp phép, nên INL họ hoạt động rất là truyền thống, chính thống. Nhờ kết quả này bắt đầu họ mới đăng ký để mà họ nhận cái ủy thác tiền chúng ta ở kinh doanh giao dịch. Đấy. Vậy thì cái dòng tiền họ lợi tạo ra như này thì họ chia cho chúng ta như thế nào? Lợi nhuận bây giờ ví dụ 2020 này họ tạo ra lợi nhuận bình quân là 11,30% trên một tháng ấy, thì họ chia cho chúng ta như thế nào? Đó. Cái này chúng ta sẽ vào cái trang MT5 ấy mà tập đoàn mình thông qua hoạt động qua thị trường là thông qua cái trang MT5 này, nó có hai trang MT4 và MT5. Sau này cả nhà mình sẽ tìm hiểu để dần dần hiểu thì chúng ta sẽ được 11,30% tháng này. Thì tập đoàn họ chia thế nào cho các nhà đầu tư thì thứ nhất đấy, cả nhà mình chú ý này, cái điểm khác biệt của INL Group với các cái công ty khác, các cái tập đoàn khác là ở chỗ này là gốc chúng ta giữ nguyên và gửi vào tài khoản của tập đoàn đăng ký ở ngân hàng UBS Thụy Sĩ, thì chúng ta có thể vào ngân hàng UBS Thụy Sĩ chúng ta check cái IBAN để chúng ta kiểm tra ngay số tài khoản của tập đoàn. Cái tiền của chúng ta là gửi vào cái tiền của các nhà đầu tư này là được tập đoàn UBS, ngân hàng UBS thì UBS thì họ quản lý. Ngân hàng UBS này chúng ta hãy tìm hiểu vào Google ấy, là tồn tại 158 năm và vốn phát định của họ bây giờ là 1.000 tỷ đô. Đó, cái tiền chúng ta đang được ở một cái ngân hàng uy tín nhất thế giới họ quản lý tiền của mình. Đó, họ quản lý tiền của mình. Và tại sao họ lại quản lý tiền của mình thì quay lại hôm sau nữa mình sẽ cho các cả nhà biết tại sao ngân hàng này họ quản lý tiền chúng ta. Cho nên là cái giao dịch của chúng ta hay là giao dịch giữa ngân hàng Thụy Sĩ và các ngân hàng Việt Nam, chúng ta rút lãi rút gốc đều thông qua ngân hàng này và các ngân hàng Việt Nam mà mình đăng ký tài khoản cả nhà mình nhé. Đó, cái này gốc của nhà đầu tư thì 100% gốc này là gửi vào ngân hàng, không có ai được sơ múi vào đồng nào cả. Các bạn gửi 1.000 đô thì 1.000 đô đó chuyển vào ngân hàng, gửi 3.000 đô, 3.000 đô chuyển vào ngân hàng, gửi 5.000 đô, 5.000 đô chuyển vào ngân hàng. Vậy trong cái kinh doanh này là gốc giữ nguyên, gốc giữ nguyên. Cho nên là các nhà đầu tư có thể gửi và rút bất kỳ lúc nào nhé, bất kỳ lúc nào. Hôm nay gửi mai rút cũng được, hôm nay gửi 3 ngày sau rút cũng được, hôm nay gửi 3 tháng sau rút cũng được, hôm nay gửi 3 năm sau rút cũng được, hôm nay gửi
10 năm sau rút cũng thoải mái luôn. Nhưng lưu ý này, cái đầu vào ấy là 25, 1.000 đô là 25 triệu bằng 1.000 đô này. Và đầu ra là 1.000 đô bằng 23 triệu. Đây là ra này. Vào là 25 triệu cho 1.000 đô nhé, ra là 23 triệu. Và khi các bạn rút ra thì các bạn chỉ rút được 1.000 đô bằng 23 triệu thôi. Và phí giao dịch giữa các ngân hàng là 5%. 5% phí. Thế tại sao đầu vào lại 25 và đầu ra lại 23? Vì tập đoàn của chúng ta là hoạt động truyền thống chính thống, đăng ký với chính phủ Thụy Sĩ. Cho nên chúng ta là những nhà đầu tư, chúng ta là những nhà kinh doanh thì chúng ta phải đóng thuế. Đối với các chính phủ, các cái nước tư bản này, thì cái thuế là nó là sống còn là số 1. Nếu bạn trốn thuế cái đi tù luôn. Hiện nay chúng ta phải đóng thuế để chúng ta hoạt động kinh doanh nó hợp pháp cả nhà mình. Đó. Thì đầu vào 25, đầu ra 23. Gốc thì giữ nguyên. Vậy thì bây giờ cái lợi nhuận mà 11, lợi nhuận 11,30% này chia như thế nào? Chia như thế nào? Thì với nhà đầu tư này, cả nhà mình chú ý cho này nha, nhà đầu tư. Ví dụ, ông A đầu tư 10.000, mình biết là 10k. Mình nói đơn cử nhất là lãi 10% thôi, một tháng thôi. Lãi 10% trên một tháng cho dễ tính. Thì ông A này sẽ nhận được 1.000 đô tiền lãi. Đầu tư 10.000 sẽ được nhận 1.000 đô tiền lãi. Nhưng ông A này chỉ nhận được 70% thôi. Là bằng 700 đô. Đó. Lãi 1.000 thì ông chỉ nhận được 70% thôi, 700 đô. Còn 10% tập đoàn họ giữ, tập đoàn. Và 20% chia cho những người làm marketing, những người làm đi tư vấn ấy. Anh bỏ cái công sức ra anh nói thì anh sẽ nhận được 20% cái lãi của nhà đầu tư. Đó, nhà mình. Cái lãi này, nhà đầu tư chỉ nhận được 70% thôi nha. Tập đoàn giữ 10, họ bỏ ra máy móc này, họ bỏ ra công, họ có công nhân này, họ có các nhân viên này, họ phải lấy cái 10% này, họ chi phí cho doanh nghiệp. Và họ lấy 20% lãi này, họ chia cho những người đi kết nối. Đó, họ chia cho những người đi kết nối. Họ chia như thế nào? Đây là người, ví dụ ông A đầu tư ra, chính ông ấy hoặc ông mời ra là người là nhà đầu tư A này, cũng là đầu tư 10.000. Thì cái nhà đầu, thì cái ông này, đây mời ra ông B, thì ông A này, A được nhận của B, đó là 40% trên 20%, 40% lãi này, 40% của cái này này, 20% lãi này. Mà đây 20% lãi ở đây là 1.000 đô thì nó là 200 đô. Vậy 40% của 200 đô này là được 80 đô này. Đó, 42 là 8 mà, 80 đô. Thì cái ông A này được nhận của ông B là 80 đô. Và nếu mà mời ra ông C nữa, cũng đầu tư 10.000, thì ông A này được nhận này 30% của 20% lãi của ông C này. Nó là 30 nhân 20 bằng 60 đô này. Đó. Ông này lại mời ra ông D, cũng đầu tư 10.000, thì ông A này nhận được của ông D là 10% lãi, 10% trên 20% lãi là 20 đô. Ông D này mời ra được ông E, cũng đầu tư 10.000, thì A này cũng được 10% trên 20% lãi, 20% này này lãi là bằng 20 đô. Và ông E này lại mời ra ông F cũng 10k, thì A được cũng 10% trên 20% lãi cũng bằng 20 đô. Vậy tổng từ B đến E này thì A nhận được là 200 đô. 200 đô tiền lãi. Đó, nhà mình. Đó. Cái tiền lãi này này, 11,33% này chia 3. Nhà đầu tư được 70%, tập đoàn 10% và cái người mà đi tư vấn ấy được 20% lãi. Và cái lãi này khi ông A này, ông B, ông C, ông D, ông A, ông F này rút lãi ra ở YN thì chúng ta được rút lãi theo tuần, mỗi tuần nó rút lãi một lần, có 100 đô lên thì chúng ta được rút lãi. Rút lãi thì ông B này rút lãi thì ông A sẽ nhận được cái hoa hồng này, ông C rút lãi thì ông A nhận được, cứ bất cứ cái người nào rút lãi thì chúng ta sẽ nhận được. Còn nếu trường hợp cả năm ông này không rút lãi thì thế nào, thì đến ngày cuối tháng tập đoàn họ sẽ cộng lãi vào gốc, thực hiện chế độ lãi suất kép cho các nhà đầu tư, lãi mẹ để lãi con đấy.
dồn vào gốc để mà ví dụ đầu tư 1.000 mà được lãi 100 đô thì họ cộng lại thành là 1.100 để tiếp tục giao dịch tháng sau, thì lúc đó cái tiền hoa hồng này cũng chảy về ai. Vậy thì trong một tháng cái tiền hoa hồng này sẽ chảy về ông A, chậm nhất là ngày cuối tháng nó sẽ chảy về đó. Đấy là cái khoản hoa hồng lãi trên lãi, lãi trên lãi đó. Ông B này thì được 40%, ông C này thì ông A được 30%, ông D này thì ông A được 10%, ông E này thì ông A được 10%, và ông F này ông A được 10%, được hưởng chiều sâu là 5 đời ở nhà mình. 5 đời, 5 đời nhé. Đó, đây là cái khoản hoa hồng thứ nhất. Cái khoản hoa hồng này chỉ có giao dịch lãi chúng ta có đó, ở nhà mình. Và lãi thì cứ từ là 5 đến 18% một tháng, và cứ cuối tháng tập đoàn cộng lãi vào gốc thì chúng ta được nhận cái hoa hồng này. Nó cũng rất là nhiều đấy cả nhà mình nhé. Đó. Đấy, thế vì vậy thì nhà đầu tư, cái đầu tư vào VN Group thì được hai khoản. Nếu mà kết hợp kết nối hệ thống thì được hai khoản này. Nếu không kết nối thì được lãi. Được một là lãi tĩnh, được một là lãi. Lãi từ 5% đến 18% trên một tháng. Đây là thứ nhất là nhà đầu tư được này, từ 5 đến 18% trên một tháng. Tập đoàn giao dịch nhiều, lãi nhiều thì nhận nhiều lãi. Hoa hồng thứ hai là hoa hồng lãi trên lãi. Đấy, cái nhà đầu tư được lãi được 100% thì ông chỉ được 70% thôi, 10% tập đoàn nhận, 20% cho cái người phát triển hệ thống nhận, à, hoa hồng lãi trên lãi. Và hoa hồng thứ ba đây là cái hoa hồng cực kỳ nhiều mà giúp cho người ta có thu nhập triệu đô một tháng ấy, là chính là ở cái hoa hồng thứ ba này nhà mình nhé. Chính là cái hoa hồng này mới giúp cho người ta có thu nhập 1 triệu đô trên một tháng này. À, hoa hồng này là hoa hồng mãn lắm. Thì hoa hồng mãn lót đó là như thế nào và lại giúp cho người ta có hoa thu nhập nhiều, thì mình sẽ phân tích rất là kỹ cái hoa hồng mãn lót này cho cả nhà mình hiểu đấy. Thì trong giao dịch ngoại hối cả nhà nhá, trong giao dịch ngoại hối ấy, thì tập đoàn mình có ký kết với sàn giao dịch ấy, là tập đoàn mình cứ giao dịch 10.000 đô thì được gọi là một lót, và tập đoàn mình nhận lại được nhận lại 30 đô. Đó. Tập đoàn mình cứ tham gia vào thị trường 10.000 đô thì được sàn họ trả lại cho 30 đô. Đó gọi là lót. Đó. Nó giống như cái ông thư ký đề ấy. Cả nhà mình hình dung này, ông ghi đề ấy. Ông ghi cứ được, ví dụ được 100 triệu thì được chủ đề trả lại cho ông là bao nhiêu phần trăm đấy, do cái ông thư ký và ông chủ đề thỏa thuận với nhau. Đó. Thì ông thư ký ông chỉ biết ghi thôi, còn cái người chơi đề với chủ đề tham gia với nhau có thể thắng có thể thua, nhà mình nha, có thể thắng có thể thua, nhưng mà cái ông thư ký thì ông cứ nhận cái phần trăm mà ông chủ đề ông trả. Thì ở trong cái giao dịch ngoại hối này nó cũng có cái vào mà nó thể tương tự vậy, tức là khi tập đoàn mình tham gia vào thị trường cứ 10.000 đô thì tập đoàn mình với sàn thỏa thuận với nhau là sàn sẽ trả là một lót, thì sàn sẽ trả lại cho tập đoàn mình 30 đô. Đấy, cứ tham gia giao dịch vào 10.000 đô thì được trả lại 30 đô. Vậy 30 đô này thì tập đoàn chi trả như thế nào cho nhà đầu tư? Ở cả nhà mình cái này rất là quan trọng và nó tạo ra rất là nhiều tiền và nó thực sự là cái khu động, thu nhập khu động cho ông ta. Đấy. Thế bây giờ ví dụ đây là ông A này. Ông đầu tư 10.000. Đấy. Ông mời ra một ông B đầu tư 10.000 hoặc là chính ông đẻ ra. Chính ông tái ra ông ấy 10.000. Đấy. Thì đây nó 10.000 là một lót. Thì khi này thì ông A sẽ nhận được 2 đô trên một lót. Ở nhà mình nhá, được 2 đô. Khi ông này giao dịch một lệnh thì ông này được 2 đô. 2 đô. Cứ ông này thực hiện một lệnh thì ông A này được 2 đô. Và tập đoàn mình một ngày giao dịch từ 3 đến 5 lệnh. Một ngày giao dịch 3 này đến 5 lệnh. Đó. Nếu giao dịch 3 lệnh thì ông A này được 6 đô, nhân 3 bằng 6 đô một ngày. Nhưng nếu giao dịch 5 lệnh thì ông này được 2 đô nhân với 5 bằng 10 đô. Đó. Cái đề này rất nhiều cả nhà nhé. Giao dịch 5 lệnh thì ông A nhận được ông B, được cái mã lót này là được 10 đô. Nếu 3 lệnh thì được 6 đô. Đó. Cứ thế mà ông A này ông nhận. Nha cả nhà mình. Nếu ông A này, ông B này mời ra ông C đầu tư 10.000
heo Nga lại được $1 trên một lóc, trên một lóc đó. Vậy thì ngày hôm nay nếu mà tập đoàn thay ba lại thì cái ông C này cho cái ông A này thu nhập là $3, $3 bằng 3 lạng. Nhưng nếu giao dịch 5 lạng thì ông này sẽ được $5 bằng 5 lạng. Đó. Cho nên là cái này này, cho dù giao dịch thắng, giao dịch thua thì ông A ông cứ được nhận. Nó gọi là cái hoàng mã lót cực kỳ nhiều tiền luôn. Đó. Thế ông này lại mời ra ông A, ông D, ABCD cũng 10.000. Thì ông A cũng được $1 trên một lót. Ở chỗ này này có 4 người. Đó. Ông A. Tổng chỗ này là 4 người cả nhà nhé. A, B, A, C, D, E, F này. Đây là ông F. Còn ông A nữa. Chỗ này là 4 người và mỗi người một lót được $1. Đó. Vậy thì cái 4 người này giao dịch một lệnh thì ông A này được $4. Giao dịch 3 lệnh thì là được $12. Giao dịch 5 lệnh thì là được $20. Đó. Đấy. Cứ giao dịch bao nhiêu lệnh thì cứ lấy 4 trong này mà nhân lấy $1. Ở nhà mình nhá, đây 4 người này. A C D E này, C D F này, đây 4 người. Đó, thì là mỗi một lệnh giao dịch mỗi một lóc 10.000 này, đây là được $30 thì tập đoàn lấy cái đó mà tập đoàn chia cho cái ông này. 4 người này thì mỗi một lóc giao dịch là được $1. Rồi. Đây mới là đến người thứ 5. Bắt đầu từ người thứ 6 đấy. Đây là người thứ 6 mình nhớ là F6 đây. Đến F10. Đấy, ở đây là 5 người. 5 người. Đấy, từ người thứ 6. Từ người thứ 6 này đến người thứ 10 là 5 người. Thì mỗi người này một lóc giao dịch mình được 0.8 đô. Vậy 5 người này một lóc giao dịch sẽ nhân với 5 cũng bằng $4. Đấy. 5 cái ông này mà giao dịch một lệnh là mình được $4. Giao dịch 3 lệnh là mình được $12. Giao dịch 5 lệnh là mình được $20. Đấy, nhà mình thấy cái hoa hồng này nó cực kỳ nhiều là như vậy. Nhiều lắm. Và nó từ ông 11, ông 11 cho đến ông 15 thì mỗi người là $0.3 một lót. Thì chỗ này là tổng 5 người này mình nhận được $1.5. Đó. Vậy thì từ ông B, ông C, ông D, từ ông 1 đến ông 15 này thì cứ một lóc giao dịch là mình được $11.5. Hệ thống 15 tầng này, một lót là mình được $15. Nếu 3 lót thì mình lấy 11.5 nhân 3 lên. Nếu 5 lót thì mình lấy 11.5 nhân 5. Nếu 5 lệnh một ngày, lấy 11.5 này nhân 5. À, tập đoàn chia chỗ này rất nhiều tiền. Đó, cả nhà mình. Thì cái này mình sẽ chia sẻ kỹ lại với cả nhà. Chia sẻ nhiều lần thì cả nhà mình sẽ hiểu. À, là mình được hưởng sâu 15 tầng. 15 tầng. À, và cứ mỗi tầng, cái đầu tiên này thì $2 một lệnh nhỉ. Ví dụ mình mời này, mình là A này, mình mời ra một người B hoặc mình tự trả ra mình. Thì cứ người này cứ giao dịch một lệnh là mình được $2, 5 lệnh là mình được $10. Đấy. Bắt đầu đến người khai này thì cứ mỗi một lệnh giao dịch mình được $1. Vẫn là đầu tư 10.000 và có hưởng sâu 4 đời này, 4 ông ở dưới. Từ ông C, ông D, ông E, ông F này. Bắt đầu thì từ ông thứ 6 đến ông thứ 10 thì được $0.8 một lệnh, $0.8 một lệnh. Và từ ông thứ 11 đến ông thứ 15 thì được $0.3 một lệnh.